chợ đây, mát nhất chợ đây. Chỗ này mát nhất ở đây. Đấy. Máu chảy vào em mang tí. Tim. Cây này của đại gia nào đây anh? Vâng ạ. À? Hồng đại gia. Cây này 22.000 tuổi. 22.000 tuổi. Cái này nó 430 đấy. 430. 430 nhỏ này. Bao tiền anh? 43 triệu. Hả? 3 triệu. Nếu được máy nổ thì cứ máy nổ đi, cứ đi thì nhìn thì trượt. Máy nổ lại có turbo tăng áp nên thôi. Đấy, đi vào thuốc. Okay. Vui, ngồi này vui lắm. Chỗ này mát. Ok bác. Hay nhất con này nào. Hay nhất con này. Bán đấy, đang tưới làm tươi đây. Hàng gọi là siêu rẻ rồi, cho sinh viên rồi. Một cây này tầm quanh quanh 100 thôi quá. Ồ, đây này có cây tre khủng khiếp quá. Hôm nay hay có nhiều tre thế nhỉ? Khi nào có một cây tre rất là đẹp. Công mở hàng chưa đây? Gần hết rồi. Không phải mở hàng mà gần hết rồi. Cây tre như một đốm lửa. Như ngai vàng các bạn. Ngai thì nó sâu sâu hơn một chút nhưng mà đúng là cây gì? Phải gì? Đấy, nó có nhiều rồi gì đấy. Đây là gì vậy? Cái da Nhật đó. Da Nhật. Da này da một Nhật. Bao nhiêu tiền một nhỏ bao nhiêu tiền một cây đấy ạ? Ông chủ ơi, bao tiền cây đấy? Một cây đấy á. Cây đấy có 70-80 chắc thôi. À đấy. Rất rẻ. Mua một mớ chứ không cần. Che đấy. 8 triệu. Bình vuông. Rồi xối cho phụ hỏi. 8 triệu. Tôi vừa bán thì đẹp. Bí thì lấy. Ông Nhạn lại bắt tay rồi. Bán cái gì đâu? Không thì suy rồi, suy đã có rồi. À. Đúng rồi. Ông cũng qua. À ông lấy cái người quế. Lấy cái để đấy tôi về lấy. Người quế chân quế có chân cẳng đẹp. Trắng đẹp. Cái này công nhận là bảo bao nhiêu tiền nhỉ? 20. Mua cái gì đấy anh ơi? Không giá là 8. Không nào, có anh ấy. Được đi. Cây lá quê lá đẹp quá. Không. Cái này ai nuôi bệ nó làm gì nữa? Dễ thân thôi. Cái phụ kỳ chục triệu. Dễ thân thôi. Thân thủ cái này. Cái này thì tôi vào nhà ông tôi xem mấy lần rồi. Vời nó bỏ chặt mẹ đây, à, nó hơi cao mà. Vời nó bỏ đây. Hơi cao. Thế chơi thật nên không cần chơi bệ. Chơi bệ thì cho rồi.
Có thể chỉ cần chơi sân thôi. Rồi nó hơi cao à? Tấm siêu cá. Có người vẫn chích cao đấy. Quyền lấy bạn. Dạ. Tiền đâu mà lấy? Cái em tao bảo quyền 8 bao nhiêu nhỉ? Quyền nhỉ? Chứ tao bảo là 8 bao nhiêu? Ông bảo hình như có 3 hay là 4. 8. Đây tao bảo là tao bán thì không ai lấy thì tao vào lấy. Không. Tao bảo 18 á, về tao bảo. Thế cháu bảo cháu mà chơi cháu lại cắt bớt cho phí. Nếu mà muốn cắt bớt thì đến mùa mưa sang năm bây giờ bắt đầu nó lại rét rồi. Hết tháng 2 đầu tháng 3. Vậy nó không ra. Các bác nhá, cây này nó cao tầm phải 50 đấy, cao tầm 50 nhỉ. Đó nào. Đó nào. Mình có lá vào thì nó phát. Để chơi xứng đời, nhà mà chơi lắm. Áo mà sửa sang thì xứng đời thật. Cây này 8 triệu đúng không? 8 triệu. Đấy, rồi, bỏ không có anh. Chè 8 triệu. Các anh chị làm cái đầu đấy. Cơm nguội. Ông lại đếm tiền rồi. Đấy, dưới một chút. Cây hoa giấy có phải cây hôm trước không nhỉ? Không phải, cây khác. Cây này bao tiền? 5 triệu. Hôm nào có một cái tre. À, nốt cây này là hết. Này nốt cây này hết. Nốt cây này hết các bác nhé. Mà cây quế cứ bán giữ giá chút. Được, đẹp. Cây cứ cây đẹp mà mang sau. Cây đẹp. Đấy. Thường, dễ thương lắm. Các bác. Đại gia hùng còi rồi. Thế đi. Xanh quê lá đẹp quá. Lá đẹp. Cái này về tháng sau ta không lá, tết lá bằng ngày. Mưa thì nhớ, không mưa lá bằng ngày. Ok. Bây giờ này, bây giờ muốn làm thấp nha. Trồng nó vào cái bồn. Xong rồi cắt xung quanh này. Không cắt, không cắt hẳn. Đấy. Bao giờ nó có bệ thì có mệ dễ ra thì cắt. Đấy. An toàn nhất. Quá an toàn. Nó rạch xung quanh. Thì dễ nó phủ ở đây. Vâng. Bao giờ có bệ thì rũ ra. Đấy. Ok các bác, mình rất thích cái góc quay này. Cây cối thì mình luôn khen các ông thôi. Còn mỗi người một mắt. Chủ yếu là chỗ này có hương rất là dễ thương. Ông à, mở hàng chưa ông? Đó, em mở hàng rồi chứ. Dạ. Nhiều cây quá. Rất nhiều cây đẹp. Hôm nay phiên chợ cuối tuần vui lắm. Đấy, dụng cụ đây, dụng cụ bonsai đây. Rẻ, 10 triệu tư. Ôi đấy, đấy bây giờ mình có, mình mua cặp rồi, bây giờ lại có cặp này. Nhật, hàng Nhật. Nhìn cái mũi nó thì khác hẳn. Nhìn được khôn đúng không? Vâng. Cặp sướng, các loại đồ trên này có hết. Đây, đồ Nhật cũ, bên này đồ mới, các kiểu luôn, đục đẽo. Ra đây mua là có gì có mà có à. Em là cây INT để bảo. Vâng. Dạ. 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 Đi chơi chợ đi bác. Dựng xe đi ngó đi. Hôm nay cuối tuần bác. Buồn buồn tí. Quay buồn ghê. Dạ. Đi quay chào đây. Đi bỏ. Đẹp trai quá. Hóa ra và ngoan quá. Có thích cây không? Đấy, à, đẹp quá. Được không em? Kiểu như đi du lịch ấy nhỉ. Rồi, chúc mừng bác. Rồi, cây me này chả biết của ai. Ok các bác, hôm nay chợ vui lắm, gặp gỡ anh em. Đây vào. Vâng tiếp ra.
mấy anh em đang gọi các bác, hôm nay vui, hôm nay gặp rất nhiều anh em. Kín này nhưng vẫn nhận ra ấy. Thấy cái gì chứ anh, từ sáng giờ. Rồi, dừng máy cái đã. Cũng có đấy anh ạ.